Khi khi mà bạn nói, thầy sẽ ghi chú ở đây, vừa dứt xong thầy góp ý liền những cái chỗ nào cần lưu ý, thì bạn cũng lưu ý lại cái chỗ đó để làm cái gì, để về nhà luyện lại, rồi phải những cái problem. So, bắt đầu từ Bảo Long xoay vòng xuống, bạn Thư là người cuối cùng. Lên ghế nóng đi. Cái thầy không có hỏi gì hết, Long chỉ bắt đầu giống như phần 2 nhảy vô. Nói luôn. Yes, that's right. Tôi nhớ cái nội dung mình bắt đầu như thế nào thì cứ làm vậy. Yeah, nói. I'm going to talk about my favorite film, Just Zootopia, a Disney movie. The film is a story of a little pony named Judy Hopes. When Judy was a child, she wanted to be a police. After she is born, animals were compelled. She tries to practice and become an excellent student of the police college. Judy has a chance to move to Zootopia City, where she will work in the future. Her first short time is really difficult and special. She only has 48 hours to complete. Judy luckily gets help from a folk called Nick. After the short time finished, they become best friends and Judy become the most excellent police woman. The film gives us the lesson about the belief. We only can succeed if we believe ourselves. All right. Thank you. Hãy nhớ là bạn phải tự canh giờ nha. Thầy không có canh, không có nhắc, tại vì thầy không có đi phần 3 nên bạn cứ canh giờ. Nhưng mà khi thầy xem lại video thì bạn sẽ thấy là nó bao lâu nó thể hiện lên cái thời gian định cái cái luật của này. Nó không có quay video là bạn nhìn nó chạy, bạn nghe giọng mà nó đến đâu thì cái thanh video nó chạy. Phải nghe lại mới biết chứ mới rút kinh nghiệm được chứ. À ok. Trong khi mà Long nói cho mọi cái là phải coi như ổn trong cái chữ police. To become a police là cái gì? Phải dùng từ nha, trở thành một người nhân viên cảnh sát thì phải policeman or a policeman or a police officer. Chứ a police không có ý nghĩa gì hết. Hả? Đó là cẩn thận. Rồi cái gì mà trong cái her short time? Short time. How do you spell that? S O O T. Short time. Là sao mà short thì nghĩa là short time, hả? À, tức là giai đoạn đầu mới vào đúng không? Yeah, giai đoạn mà thời mà gọi là gọi là gì? À, tập thể lực đó đúng không? Hả? À, luyện tập những cái đó. Oh my god, no. Thì nghe là hơi short time. À, cho nên là nó không phù hợp mà chữ sit với shoot không có công lưỡi. S O S O R chúng ta cũng sờ công lưỡi đâu. So tie. Chứ mà short time nó là một short hay là mà có cái chữ kia đều bị wrong pronunciation. Hả? À, có một cái chỗ mà anh gì đó từ khi gặp hay là cái gì anh gì đó không biết nội dung như thế nào thì trong bộ phim đó. Thế đây tại sao để cái này lên này, có thể nhìn đây để gợi ý này. Những cái ý này mình cần đưa vào cái theme của cái movie rồi cái short story. À, nhà Long thì nói chung là đáp ứng được hầu hết những cái này. Nhưng mà cái câu why you like it là cái gì đó nó không được rõ ràng. Em nói là cho mình cái bài học gì đó trong cái cuộc sống, thông tin và làm được cái gì làm được đó. Nhưng mà cái này là giải thích cụ thể chưa có được.
Ok đó hả? Nói chung là để mà ăn điểm thì 5 5 điểm cho speaking thì được. Mà 6 5 rưỡi hả? Nó hơi dưới dưới 5 rưỡi. Đó, rồi sao? Thứ nhất là đi một loạt đông giống như thuộc lòng. Đó là một cái điểm mà thấy dưới rồi. Nói chung ngôn từ có grammar alright. Nhưng mà nó giống như thuộc lòng. Rồi pronunciation thỉnh thoảng phải đoán dữ lắm mới lôi ra được. Sao? Bị kẹp của mình phát rất nhiều hơn. Lòng mà tròn miệng hơn. Các bạn mắc cỡ không tròn miệng là nói không có rõ. Hả? Sao? Nó đang thu mà. Nãy giờ thầy nói là đang thu luôn á. Các bạn Long nói lên thu, thầy nói lên thu. Thu một loạt, một tiếng mấy luôn phải từng người. Hả? Cho nên là tới khi ai nói tự nghe giật ngay giọng của mình. Okay. Rồi, ok, Xuân Khoa. Đang, đang, đang nghe. Okay, ready, go. Yes. Now I'm going to tell you about my favorite movie. Of all movies I have seen, Lara Croft, Tomb Raider is the one I like best. I know it from two guys on a trip to Cambodia last year. I visited temple where it was done, and so I have been excited about it from then. It's an action film lasting about an adventure of a stranger who explore ancient tomb. This American film is based on a series of popular game Tomb Raider. The main character is Lara Croft, who is fearless and has a passion for looking for antiques. After reading a letter of her missed father, she is aware of her duty that she must find a treasure and protect it from bad guys to defend human's destiny. Overcoming difficulties, she defeat enemies and success in her duty. I admire her because she isn't cast off the death. The film helped me understand that the justice always wins and the evil fail completely. Bad people will be punished. That's all. Okay, yes, thank you. Cũng là phát phẩm pronunciation làm cho người nghe rất là khó hiểu nữa. Em nào định biết em có nhu cầu nghe rap của Cường, em là ai? Ok, nào có một cái chữ là chữ favorite đã hơi khó nghe rồi. May là thầy người Việt đó, may gì tức là nước ngoài không biết. Một hả? Favorite em đọc giống như là gì đây? Chữ A đó là favorite, favorite gì đó, cho nên chữ A, favorite. Nào chữ nào thầy chỉ ra, các bạn cố gắng làm practice để cho nó trở thành perfect. Practice để nó trở thành perfect. Mà mọi nhớ gì? Practice makes perfect. Làm cho nó quen thành thói quen thì nó sẽ rõ ràng cái chữ đó. À, cái chữ nữa là gì? Cái strange, stronger or stranger? Stronger. Stronger. What does it mean? Hả? Yeah, Oh my goodness. Em giống như phát âm của chữ stronger, tức là stronger của cái người cái tính 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 được so sánh hơn á. So bằng tội thầy không có nghe được luôn, cái này chỉ nghe được stronger and stranger, thì đó là chữ stranger, một người là a strong girl. Nhé, và chú ý mấy cái điểm phát âm. Ok, để mình phát cái thầy chỉ ra để các bạn chính là strong girls.
Yeah, she really wants to become a strong girl. A strong girl. Chứ mà stronger. Khi mà nó stronger, nó khác với strong girl. Girl. G-I-R-L. Cô gái. Ngang ngang mặt. Cô gái. Strong girl. 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 Bạn hay phát âm cô gái là gì? This is a girl, đúng không? Bây giờ stronger là cô gái mạnh mẽ. So, girl, good old. Okay, now look, cô gái được phát âm như thế nào nha các bạn? Be careful. Nghe hả? Girl. Girl, chứ không phải là girl. Girl. British accent giọng của anh. Girl. Go. Go. Lưỡi vẫn cong lên go. Right. Girl. Go. Go. Bởi vì lý do là người Mỹ họ đọc cái chữ R trong cái chữ này nó có nên nghe nó ấy hơn, nó gọi là dài nặng hơn. Nhưng mà người Anh thì không đọc cái âm này. Mà là âm ơ. Go. Go. Sao mà nó khác, còn mình đọc cái rư luôn cho nên lưỡi hơi rung. That's why. Còn mình đọc mà mình không có âm cuối cho nên thầy yêu đây là stronger. What is that? Stronger. Stronger là cái gì? Thầy nghĩ là một cái danh từ gì đó. Hay là một cái stranger. Thầy không hiểu cho nên được không được stronger. Nó nghĩa là một cái danh từ. Tập yes and then chữ kho báu. Treasure. Okay, treasure. Chứ mấy tray hả? Các bạn đọc khác, bây giờ em đọc có vẻ hơi là rõ ràng hơn. Nhưng mà cái chữ tray thì không đúng. Treasure. So, e ngắn là treasure. Treasure. So, đó là cái treasure. Âm này này. Television. Okay. And then một cái chữ nữa là không sợ chết. She isn't. Phát âm nó không có ra cho nên là thầy ấy giống như chữ take care đó. Mà sao isn't care? Không có sợ là chữ scared. Scared of death. Scared of the death. Death. Yeah. Thầy chữ chết thì thầy nghe được, mà chữ phía trước đó nó không có ra cái chữ mà S-C-A-R-E-D đúng không? Scared. Nhưng mà thầy không nghe được, thầy chỉ nghe được chữ care, tức là chăm sóc, quan tâm đến đó. Cho nên là phải cẩn thận từng cái điểm cái mà mình mất và coi như nó ra cái âm khác. Yeah, ok. Nói chung thì về cái nội dung thì vẫn đạt được yêu cầu theo cái hướng của cái theo cái này. Nhưng mà phát âm với một số điểm grammar đã thể dùng được khác form, em đã dùng hiện tại không? Thì một số chỗ khác form thì được rõ ràng, chú ý điểm mới luôn. Bạn tiếp theo, bạn thứ ba, nghe lại và anh ta thấy những trong đó rõ hơn. Hiện tại ghi chú không kịp á, cũng trong vòng 4.5 năm thôi à, không lên đã không nhiều hơn. Nói chung mình cố gắng nỗ lực hơn để mà chuẩn bị những cái đó. Phát âm là cái dễ làm cho người mất điểm nhất. Tại vì sao? Ta nghe không rõ, ta không có xác định được là mình nói cái đó là về cái gì, từ gì. Cho nên là người ta cứ nhắm, ok. Dòng nó 5 điểm, rồi xin. Nên mình, tại vì sao? Bạn nói rất là lưu loát, rất là trôi chảy, trả lời. Nhưng mà vô cái phần này là cái điểm mà thế. Bởi lý do là bạn sẽ tự trình bày, họ hỏi thì bạn trả lời câu hỏi, ok, họ hiểu được. Nhưng mà khi bạn nói, lúc bạn nói hơi nhanh, có thể họ nắm ra, họ nắm, xong mình làm từ ra. Rồi, ok đi. Let me tell you about the film. I realized that is the cartoon I have seen since I was a child. This film named
Tom and Jerry. It talks about cat, Tom and the mouse Jerry. They are the enemy, so they only fight against. But the cat, Tom highly succeeds in catching Jerry because this mouse very quick and intelligent. So Tom usually make himself injured. Their action make me laugh, make me fun. But sometimes when one of them have a problem, they have together to get over. I'm never feel for, although I have seen this film many times, because of the beautiful character. It make me relax after hard working. And this film teach me a lot about the cost of friendship. Okay, yes, it's good. Huh? Right, so, pronunciation again. So, các bạn đã biết cái hướng để trình bày cái nội dung đi vào. But the pronunciation always stop you be understood. Các bạn bị làm cho người ta không có hiểu mình trọn vẹn là cái chỗ phát âm, cho nên cố gắng hãy sửa như vậy. Bắt đầu các bạn ghi chú lại nào, chữ really, yeah, nhưng mà Liki và Linh nói giống như chữ really, bởi vì sao lẹo lưỡi cho nên nói chậm rãi vừa phải thôi, đừng có nhảy nhanh quá nó sẽ bị vẹo lại, nó là chữ really. The film that I really, nhưng mà không phải really, 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 và nó dính câu phát âm rồi. Really, and then cartoon, chứ không phải cartoon. Okay, yeah, cartoon, a cartoon film. Tom, this is called Tom and Jerry, for example. And cái chữ help. He gì đó hả, chưa trọn vẹn, giúp đỡ, họ giúp nhau để mà vượt khó những vấn đề, chữ help. Rồi, khi nói đến chữ bộ phim mà tôi đã xem, I have seen, nhưng mà chữ have cũng không trọn vẹn, thành ra là nhờ chữ seen nó giúp thầy hiểu, chứ mà thầy biết nói gì, đó là mình tập phát âm. And then it makes me, it makes me thành thói quen rồi, it makes me. Ăn điểm một chữ sister là có phát âm tốt rồi. Và cái đó quen là bạn nói it makes me, đúng không? Đâu có xà gió gì đâu, it makes me. Practice. Một là it makes me or it makes me. Made me. Hả? Ăn tiền là những cái điểm này. Mấy anh về nhà với chỗ thầy chỉ ra, ghi chú lại. Hoặc là thầy đưa lên nó nghe là cái chỗ mình nói xem. Chỗ này mình bị. Yes, để cho các bạn nghe là, ủa Facebook thấy cái này cũng thấy mặt, không đâu có sợ. Mà trong nhóm của mình nghe không, chứ có ai nghe đâu. Ở trong nhóm đâu đâu, lên Facebook ấy ra lên nhóm thôi à. Right. Giọng của thầy nó cũng ý vậy vậy, thầy đang nói được sumo mà nó cũng ý vậy vậy. So, remember now, người tiếp theo. Linh là mới tự nhảy cho mình nó rớt. Người tiếp theo. Yes, begin. I'm going to talk about my favorite film. I have watched more film, but I really interesting with warm us online. The cartoon is the theme of the my favorite movie. I like it because the love between character is very beautiful, and action in film very intense. The story of the movie is. It is also work game, also work
work and game online. The crazy scientist have once sent people into the game online, and if you die in a game, you will die your life. The scientist become the final boss in the film. In the film, main character will fight with him, and if he won. Come back the world, he must kill the crazy scientist, and finally of the adventure of fame, main character kill the scientist and have the nine love with girlfriend. Okay, yes. Cẩn thận nha. Mặc dù follow những cái này nhưng mà làm một cái bài nói có khung bắt đầu kết thúc giống như một cái phần presentation, giống như một cái đoạn văn có mở đầu và kết thúc, có phần giới thiệu, có phần những gì thân bài, rồi có cái conclusion. Nó tương tự thôi chứ nó không phải hoàn toàn như vậy. Cho nên là An nhảy lông xùm bùm bên trên là một. Cái thứ hai nữa là phát âm của An. Cái chữ character. À, chứ phải character. Nhân vật ấy. À. Ok. Ra lại cái chữ đó. Nó đọc là gì? Sao Google nó đọc ra không chào mà hại. Dạ không. Character. À, nó không có chờ hả? Nên là Character. Nhân vật. Một nữa, cái chữ nữa, cái đầu tiên nói have watched. Phát âm không có ra được cái chữ watch. Theo cái kiểu mà have watched. Phải dùng have seen đi cho nó dễ phải không? Và chữ watch nó cần có quá khứ, cái dạng ed của nó, cái kiểu dạng V3 mà phát âm được. À, cái chữ I like it. Cái này là English chứ không phải Vietnamese nữa, cho nên chỗ này là phát âm bị lỗi. À, nhưng cái phải âm với chữ like. I like it because chậm rãi cho rõ ràng, ăn hơi luyện ha. Rồi cái gì đó, cái gì word as game online thầy không có nắm được cái gì. Hả? The other world. Đúng không? Thế giới khác, the other world. À, mà thầy không nghe được cái gì hết. At game online, rồi cái gì die at, rồi cái gì die at your life thì đó thầy không biết luôn, không hiểu chỗ đó là cái gì, thầy nghe không được. If you die at in the game online and you will die in your life. Die nào vậy? Die là chết hay die là lặng? Chết. Cho nên là vấn đề là cái chỗ đó nữa không hiểu. You will die. Ý muốn nói là gì? Nếu mà lặn ngục là dies. À, lặn ngục ở trong cái game đó là đam mê chơi chuối mũi vô. Còn chết vì game à? Có ai chết vì game không? Cũng chết vì cuộc sống của mình. À, thầy không biết cái chữ nào để thầy chọn lựa, cho nên cẩn thận cái phát âm một cái chữ. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái bài nội dung của mình. Chỗ này là đảm bảo thầy đã không hiểu là người nước ngoài thì họ chỉ cắn lưỡi thôi. So, trying to work hard pronunciation. Nói chung á, thì An cũng cố gắng có những chỗ đó được, nhưng có chỗ thói quen chứ chưa sửa được. I like it. Không có vô hả? Alright, so work harder. Now, next. Vô cái mã lên điện thoại, cái phần em chuẩn bị điện thoại em như vậy là thầy. Bắt chặt này nè. Bắt chặt thì có gì để xem nè. Cắn lưỡi.
Okay, yes, begin. Now I'm going to talk about a movie which I really, really like. It's Dear Brother, which was directed by Peter Boyle. It's a romantic film for the childhood, the best time of everyone. The main characters are Theo and Tom. They were born in a poor family in the remote village. They grew up together and had a lot of unforgettable memories, happiness, dream, as well as sadness, jealousies. I love the film very much because of many reasons. Love the actors, good story, and beautiful scene. But above all, I am addicted to the music used in the film. It's a lyrical, emotional, and wonderful. And they became his songs after that. Many pieces of song were composed and laid by the piano. You know, I really like piano songs. The movie is ticket for us to return the childhood and makes me appreciate my family's modern thing. Okay, yes. Thank you. Right, yeah. Có một số chỗ về cái phát âm. Bây giờ số gì cũng quên. Một số cái từ, ví dụ như chữ nào mà cần nhẹ thì nhấn nhẹ, chữ nào mạnh thì mình nhấn mạnh, về cái stress. And then cái intonation chưa đủ gọi là convinced, chưa đủ thuyết phục. Cái đó nó đều nhiều hơn. Mặc dù có dùng ngữ điệu cố gắng nhưng mà chưa có đủ, cho nên practice lại cái ngữ điệu. Phát âm thì tương đối một số chỗ thôi. Cho nên là cố gắng luyện cái ngữ điệu nữa. Khi nào mà nó lên thì nó lên, xuống thì xuống. Ví dụ I really love the movie because it has this and that. Alright, cho nên là thầy đó ngữ điệu nó nằm trong cái giống như cái gì đó, kêu một cái cảm xúc của mình. Thật ra ngữ điệu với ngữ âm là khi các bạn dùng cảm xúc của mình thì chính là cái ngữ điệu nằm trong đó. Bạn diễn tả bạn thích, bạn nói I really like this movie because it is very interesting. Có gì gọi là ngữ điệu không? Có cái gì gọi là cảm xúc không? No, nothing. Nặng. Alright, so be careful. Mình practice cái ngữ điệu của mình trong cái nha. Nên là thêm một cái nữa là Tú Anh nói chuyện đừng có rung. Hồi hộp lắm. Đặt là một cái điểm yếu của mình nữa, cho nên là cứ thả lỏng nói chuyện đại, không phải sợ. Mà thì ra con tập phát âm tròn miệng nhiều và bình tĩnh hơn. Yes, có nhiều bạn không quen á, khi nói tiếng Anh cái ngại rồi cái bắt đầu mình hồi hộp và làm cho mất bình tĩnh thì càng bị problem nhiều hơn. Cho nên là cứ thả lỏng, tập nói đại, không có sợ. Ok, so far trên 5 điểm. Nếu mới kể là trên 5 điểm được. Bạn thư thầy ghi chú sẽ xem nghe lại video và có những cái điểm nào thì note thêm nữa. Yep, thư. Well, I'm going to talk about a film that I saw a years ago. I really, really like it. Its name is Now You See Me. Yeah, it is an action film from America. This film talks about the four musicians. They hold their biggest tour in New York, and one of their performances is to steal the money from a bank. Yes, because of this action, they become criminals and are chased by the police officers. After that, the police officer realized that this money is the illegal money from a manager of a company in New York. And the four musicians also give this money for the poor people.
there are lots of reasons for me to like the film. Because it can give me some brilliant feelings, and also it makes me feel fascinated and interested in the musical tricks. Also, I also consider this film an impressive masterpiece, because it offers me food for meditation. You see, if you have the illegal money, sooner or later, you will have to return it to the first position. Okay, thank you. Right, cũng lại là pronunciation, chủ đề muôn vở. Cái chỗ này á, chữ mind. Mind là chính thức là quan trọng đấy hả, mind. And then chữ America, phát âm chưa chọn bạn, America nó giống như vậy, thầy chưa ra được America. Thấy à, tại vì nhấn không được, con nhấn không đúng chỗ, nhấn như nó bị lệch dấu nhấn đi. Rồi cái nhẹ quá nó lướt, thành ra cái chữ có âm của mình nó bị lệch đi. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là thầy không hiểu, nó chỉ theo quá đi là cái gì nhỉ? Ăn cắp phải không? Steal. À, nhưng mà chạy nghe là chỉ theo money. Cái gì mà theo money là sao? Steal the money. And phát âm lại chữ feel, cho nó dài, nhưng mà I feel that. Nó không có giống tiếng Anh chữ feel. Yeah. À, feel kéo dài ra. And then chữ realize. Nhưng mà realize, I realize that. Realize chưa có âm phía sau. Rồi chữ nào dứt khoát chữ đó bằng practice, để mà tạo ra cái dứt khoát của nó, để chúng ta có được cái âm trọn vẹn của cái từ. Làm cho người ta không cần phải đoán nhờ những chữ phía sau, mà ngay tới đó bạn nói là hiểu liền, tới đó hiểu liền. And the chữ từ give, not give. Yeah, give. No, the give, let's give money. No, give money. Ví dụ. And then chữ impressive. Yeah, một cái gì ấn tượng, một cái tác phẩm nghệ thuật rất là ấn tượng. Impressive. So, bạn giống như động từ give, bạn cho nó từ impressive. Yes, see, so tới see, chưa có serve. V-E tận cùng. So, âm cuối đã làm trở ngại hầu hết các bạn trong những trường hợp mà những cái âm như vậy. Chữ give, hay chữ mad, bạn quên thì mad, bạn không có âm khờ cho nên chào không lại âm cuối luôn. Đó, mọi người đều phải cố gắng practice thêm cái pronunciation. Thì bây giờ là nguyên tắc phát âm là hầu như nắm hết, cơ bản là nắm hết rồi đúng không? Yes, nhưng mà làm thế nào để produce the sound thì thầy nhắc nhở và nên chú ý và practice nó. Ví dụ như bạn An cái chữ tra lên Google nào mà hại bạn An thành chữ character. Character. So, từ điển đó, chứ không phải thầy đọc từ xưa là đọc khe không thôi. Characters, chứ không có đọc là che hết. Tuy nhiên, đây là những cái mà thầy ghi chú lại được. Thầy sẽ nghe lại cái video, còn chỗ nào thì note thêm lên trên Facebook để các bạn chú ý cái điểm đó. Chỉ thầy tập trung thì nghe cái nội dung rồi các bạn mới trình bày được không? Thầy không note được hết. Sau một số điểm thầy ghi có tên nên thầy sẽ ngồi thầy nghe lại cái video nữa. Và thầy sẽ ghi ra thêm để chúng ta có thêm những cái ý mà mình để có những cái chỗ mình cần phải pay attention to. Alright. And also, luôn luôn tròn miệng khi nói tiếng Anh. Tại sao tiếng Việt của thầy nó trở nên không bình thường? Bởi vì cái miệng thầy tròn hơn miệng của người ta khi nói tiếng Việt. Và tiếng Anh nó quen rồi, giờ cái miệng tiếng Việt nó cũng tròn. Thể hiện cái chiều cao nhiều hơn là cái chiều này. Tại vì thầy đã dùng cái miệng này cho tiếng Anh, chứ không dùng cái tiếng Việt. Khi nói tiếng Việt là sao? Thầy cũng không có mở miệng thêm gì các bạn. Thì các bạn phải tập như vậy luôn, phải làm gì? Đó, hướng theo hướng này, thì âm mình tiếng Anh sẽ rõ ràng. Alright, thank you.